Xin chào mọi người, mình là Cường Từ Điển nha. Và ở đây mình có một cái intro mẫu như thế này. Rồi, ok, đó là nội dung của cái bài hướng dẫn ngày hôm nay về phần mềm ProSol Producer. Ở đây mình sử dụng bản ProSol 9.0 Producer nha các bạn. Ở đây chỉ có các bạn, mình sẽ để cho các bạn cái link hai cái nguyên liệu này, texture với lại background nè các bạn. Các bạn chỉ việc tải về và làm theo hướng dẫn thôi. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm nha. Trước khi làm thì các bạn nhớ nhấn vào nút like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây, kênh Cường Từ Điển đây. Còn cái kênh này là kênh chuyên về máy tính này, kênh này chuyên về vlog này. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái background vào. Ok, chúng ta sẽ kéo nó vào đây như thế này. Đặt thời gian cho nó là 9 giây nè, thời gian trend cho nó là 1 giây nha. Rồi, video này đã được chèn tiếng rồi nên các bạn không còn phải chèn gì nữa đâu nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chèn cái logo vào. Ok, điều chỉnh cái logo cỡ 26%, 27, kích thước cho nó 27%. Đó, như thế này, mình sẽ nâng lên 30 đi. Nha, 30%. Rồi ok, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu kênh timeline. Các bạn kênh timeline cho mình nha. Chúng ta sang thẻ effect này. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái dòng này, kéo key 2 này tới cái mục đó là nó gần cái vị trí mà nó bắt đầu nó mờ như thế này này nha các bạn. Rồi ở đây. Ok, ở key đầu chuyển sang key đầu này các bạn tăng blur lên. Rồi. Cut này này, các bạn chỉ vào cho nó cái AB như thế này. Opacity đó, các bạn giảm nó xuống cỡ 40%. Đó, chúng ta sẽ có một clip đầu như thế này nè. Ok chưa? Rồi, cái kia đầu các bạn cho nó to lên một xíu. Rồi, ok, bây giờ kia thứ hai này các bạn sẽ cho nó giữ nó tới cái đoạn, kéo nó tới cái đoạn mà nó lóe sáng như thế này. Rồi ok, tới đoạn này rồi, như thế này nha. Rồi trong quá trình làm các bạn nhấn lưu nha các bạn, lỡ có cúp điện rồi luôn nó sẽ mất. Rồi tới cái đoạn này các bạn để cho mình thêm một cái key nữa, key frame này nữa nè. Rồi ok nha, key này chúng ta sẽ cho nó mờ lên này. Ê, từ từ nha. Rồi chúng ta sẽ đặt thêm một key này nữa. Rồi ở cái key 4 đây này, key giữa đây này, chúng ta sẽ cho nó blur lên này, blur lên một cái. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho brightness cho nó sáng lên cái. Rồi white point cho nó sáng lên xíu nha. Ok, contrast cho nó tăng lên một tí. Rồi như thế này chúng ta sẽ có cái hiệu ứng lóe sáng như thế này nha. Rồi ở đây cái ảnh nó không có được khớp đúng không nè, ảnh nó không được khớp, mình sẽ kéo nó dịch chuyển xíu. Rồi ok, như thế này. Rồi ok, sau đó các bạn để cho nó key, kéo dài key 6 là đến cuối luôn này cho mình. Rồi ok nha.
Rồi sau đó chúng ta sẽ nhân đôi cái này bằng cách nhấn Ctrl D cho mình. Rồi ở đây chúng ta sẽ đặt mask cho nó này, cái kia đầu này chúng ta sẽ đặt mask cho nó này, chuột phải này, kéo cái texture này vào nha, rồi chuột phải và để bên dưới cái layer mask, rồi chuột phải chọn là user masking layer như thế này. Tạm thời chúng ta ẩn cái logo đi. Đó, chúng ta sẽ có được cái texture như thế này nha các bạn. Rồi ok. Tạm thời mình tắt cái tin nhắn đi, Facebook này, cho nó tập trung làm cho. Ok, chúng ta sẽ tạm thời sẽ có một cái như thế này, một cái video như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cho bắt đầu nó chuyển cảnh ha, ví dụ rồi chuyển cảnh như như cái đoạn này này các bạn. Đó, nó bùm lên cái là nó biến cái logo từ màu 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 đồng ha, màu golden thành màu màu của logo luôn nha. Ok, cái này mình sẽ nhân đôi cái thằng logo này lên này. Rồi ok, chơi sau đó chúng ta sẽ xóa những cái key đầu đi, delete cái kia đầu đi nha. Delete này, rồi. Ok này. Delete này, rồi. Ở đây chúng ta sẽ cho nó opacity cho nó bằng 0 này là được. Rồi nha. Các bạn xem lại nha. Đó. Ok, đơn giản chưa? Rồi. Mình sẽ cho thêm một cái hiệu ứng sóng nó đập cái logo ra ha. Nó đập cái logo ra. Gọi là socket á, circuit wave á. Rồi, cái sóng siêu âm á nó đập cái logo ra. Làm cái hiệu ứng đó ha. Bây giờ bắt đầu mình nhân đôi cái thằng này lên này. Nhân đôi lên nha. Rồi. Cái thằng này mình sẽ xóa cái key bar đi. Chỉ còn hai key thôi. Rồi cái key này mình sẽ cho nó tăng kích thước lên này. Rồi ok này, mình tăng blur lên luôn, blur lên này nha. Rồi opacity nó cho nó giảm xuống này. Còn này opacity quay key đầu là opacity tăng lên này. Đó, như thế này. Rồi các bạn xem hiệu ứng thử nha. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó, nó có đánh cái logo ra này. Mình sẽ giảm cái blur nó xíu, blur nó cao quá, nó không có đẹp. Rồi, các bạn xem nè, thấy không? Đó, đánh cái logo ra. Rồi, ok chưa? Đó, là xong một phần rồi này. Bây giờ mình sẽ tạo cái đường viền đen 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 xung quanh cái logo này ha, cho nó nổi lên xíu. Ở đây mình sẽ nhân đôi cái thằng này lên này, nhân đôi nó lên nha. Rồi mình đặt nó bên dưới này nha, đặt bên dưới. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào adjustment này, chúng ta sẽ cho nó màu đen hết luôn này, không cần màu đen đâu, màu vàng đồng thôi. Ở đây mình sẽ dùng cái hút màu, hút màu cho nó tiện nha. Rồi màu đồng ở đây mình kéo xuống cái mảng tối hơn xíu này. Rồi shadow nè, mình tích nó vào này. Đó, ok chưa? Cái logo này mình cho nó brightness nó tối hơn xíu nữa này. Đó, các bạn thấy nó nổi hơn chưa? Cái logo chính nó ở giữa chúng ta sẽ nổi hơn nhiều, đúng không nào? Các bạn có thể tùy chỉnh cái trong brightness, white point với lại black point nè, được.
Ok chưa, giờ mình ẩn nè. Đó các bạn thấy chưa, này nó làm cho nó nổi hơn nhiều ha. Blur các bạn tăng lên xíu nha. Ok này rồi đó, được một phần rồi này nha. Rồi tiếp theo là tạo chữ thôi, tạo chữ thì quá đơn giản rồi đúng không nào. Chúng ta sẽ caption nè, ở đây mình sẽ dùng cái chữ là vernier Liquid, Liquid cho nó uống uống lượng ha. Phông chữ thì mình các bản mã các bạn để về bảng vernier Windows. Rồi, ở đây mình sẽ gõ đó là video theo yêu cầu Nha Trang 0B668242424. Đó, mình sẽ kéo đoạn này, mình sẽ để ở vị trí này. Rồi mình sẽ canh là giữa, align canh là giữa ha. Rồi đơn giản vậy thôi. Rồi sang cái phần effect này nè, chúng ta sẽ chọn chuột phải vào đây, chọn nó là include this transition ha. Làm vậy để cho nó đi kèm với lại cái trend của cái slide luôn á các bạn. Ok này, rồi kéo cái thời gian nó cần xuất hiện ha, mình sẽ chọn cái hiệu ứng này, face circle out này. Đó. Ok, đó là nội dung của bài hướng dẫn về phần mềm Pro Show Producer cách tạo intro ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi cái link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của clip. Bye, see you next time. Mình là Cường Từ Điển.